Liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai vừa cho biết về công tác phê duyệt phương án bồi thường đối với dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua địa bàn huyện Long Thành. Đối với dự án thành phần 1, đến nay đã phê duyệt 315 trường hợp với 44,29 ha trên 332,52 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 56% tổng diện tích thu hồi của dự án. Còn với dự án thành phần 2, có 632 trường hợp trên 67,64 ha trên 619,91 tỷ đồng, đạt hơn 44% và tăng 387 trường hợp trên 23,83 ha so với trước khi triển khai thực hiện tiếp kế hoạch 30 ngày đêm. Riêng công tác chi trả tiền bồi thường của thành phần 1, đến nay, huyện Long Thành đã chi trả 94 trường hợp trên 27,8 ha trên 52,7 tỷ đồng, tăng 68 trường hợp trên 16,19 ha trên 43,1 tỷ đồng so với trước khi triển khai thực hiện tiếp kế hoạch 30 ngày đêm. Còn với thành phần 2, hiện đã chi trả 237 trường hợp trên 43,26 ha trên 264,9 tỷ đồng, tăng 122 trường hợp trên 20,23 ha trên 76,15 tỷ đồng so với trước khi triển khai thực hiện tiếp kế hoạch 30 ngày đêm.